Bấy giờ nước trời giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó thì có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi." Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu vì đèn của chúng em tắt mất rồi." Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn." Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa ngài, thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với." Nhưng người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang ở trong tháng 11. Chắc hẳn trong những ngày qua, quý ông bà anh chị em đã đi viếng phần mộ, viếng vườn thánh, xin lễ, cầu nguyện cho những người thân nhân, ân nhân, ông bà tổ tiên nội ngoại của mình. Vừa rồi con về giáo xứ Thạch Bích, là quê của cha Phú, cha Thật, có mộ cha, phần mộ cha Giuse Ngọc Bích của chúng ta nằm ở đấy. Thì thấy bà con mua hoa, mua hương, rồi sửa phần mộ, rất là gọi là như một ngày lễ hội vậy. Và cha xứ có nói với con là ngày mùng 1 ở rìa đường ấy, người ta bán hoa cho những người mang vào cắm ở phần mộ, không khác gì ngày Tết, nhộn nhịp nhiều đến độ như vậy. Bởi giáo xứ Thạch Bích là giáo xứ khá đông dân, hình như trên dưới 7-8 ngàn dân, một cái vườn thánh rất lớn, và vườn trên mộ đầy hoa đẹp lắm. Và người ta bán hoa, bán những cái đồ mà gọi là để mà lo cho cái phần mộ vào ngày mùng 2 rất tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện cho các đạo linh hồn sửa sang phần mộ để làm gì? Dạ xin thưa là với mục đích duy nhất thôi, ấy là để cho các linh hồn trong luyện tội được mau về hưởng nhan Thánh Chúa, được về thiên đàng. Và như trong bài đọc 1 cho chúng ta biết thế nào là thiên đàng. Ấy là lúc mà Thiên Chúa ở cùng con người ở cùng Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Ở đó sẽ không có sự chết, chẳng còn tang tóc, không còn kêu than và đau khổ nữa. Sự chết cũng tất cả mọi sự cũ đã biến mất. Nên không còn sự chết, không còn tang tóc, không còn kêu than, không còn đau khổ nữa. Ở đó mà người ta được nhìn ngắm Thiên Chúa thì đó là thiên đàng. Và những lời này gợi cho chúng ta hình ảnh trong sách Sáng Thế. Bởi vì chúng ta biết trong sách Sáng Thế, trước khi con người phạm tội thì con người ta được sống tình thân hữu với Thiên Chúa như thế này. Bởi vì Adam và Eva trước khi phạm tội, theo như Kinh Thánh kể lại, thì dường như chiều nào cũng đi dạo với Thiên Chúa. Thiên Chúa đi dạo với con người, con người ta sống thân tình với Thiên Chúa, không có đau khổ, không có sự chết. Và nhất là con người ta hợp nhất với Thiên Chúa và hợp nhất với nhau, một sự gần gũi đến lạ lùng. Đó là thiên đàng, đó là vườn Aden, Eden. Nhưng mà vì bất tuân, con người ta phạm tội, Eva đã bất tuân ăn trái cấm rồi đưa cho Adam ăn, và từ đó tội nhập vào trần gian. Và sau đó chúng ta biết Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Và trong Kinh Thánh ghi lại là khi mà đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn địa đàng ấy, thì Thiên Chúa đã đặt các kerubin với những lưỡi gươm sáng lóe để canh giữ đường đến cây trường sinh. Nói một cách khác, thiên đàng, cửa vườn Eden đóng lại, Adam và Eva phải ra ngoài vườn để canh tác. Nên vì bất tuân lệnh của Thiên Chúa mà con người ta bị ra khỏi nơi gọi là cõi sống, ra khỏi vườn địa đàng, và cửa ngôi vườn này đóng lại. Và ngày hôm nay, bây giờ Thánh Gioan lại thấy một trời mới, như tôi vừa nói, con vừa nói với cộng đoàn, ấy là nơi mà Thiên Chúa ở cùng con người ta, không có sự chết, không còn tang tóc,
không còn kêu than, không còn đau khổ nữa. Thánh Gioan bây giờ thấy trong sách Khải Huyền như thế, thì đây cũng chính là điều mà thiên đàng hay vườn Eden ngày xưa được tìm lại, cửa thiên đàng được mở ra, thiên đàng được tìm lại. Và chúng ta hỏi do đâu mà thiên đàng được tìm lại, cửa thiên đàng được mở ra? Dạ xin thưa, chắc chắn là do Đức Giêsu, đấng cứu độ, mang ơn cứu độ đi cho thế giới, cho con người chúng ta. Nhưng mà để Đức Giêsu xuống trần gian này thì Thiên Chúa cần đến một người mẹ, cần một người phụ nữ, và nhờ người phụ nữ này nói lên tiếng xin vâng mà Chúa Giêsu chào đời, Chúa Giêsu xuống trần gian này. Nên Đức Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, nhưng mà chúng ta cũng phải nói là nhờ mẹ mà Đức Giêsu xuống trần gian này. Chính vì vậy mà giáo hội đã luôn luôn tuyên xưng mẹ, như kinh cầu chúng ta đọc, kinh cầu Đức Bà có 51 tước hiệu, thì trong đó có một cái tước hiệu là Đức Bà là cửa thiên đàng. Đức Bà là cửa thiên đàng, bởi vì nhờ mẹ mà Chúa Giêsu xuống trần gian này, ơn cứu độ đến trần gian này, thì lúc đấy cửa vườn Eden ngày xưa đóng lại đã được mở ra. Và Thánh Irene nói là ngày xưa bà Eva đã nghi ngờ tình thương của Chúa, giơ tay ăn trái cấm, đánh mất ân sủng, làm cho cửa thiên đàng đóng lại. Thì bây giờ nhờ lòng tin của mẹ Maria, nhân loại đã được giải thoát và cửa thiên đàng được mở ra. Ngày xưa trinh nữ Eva do bất tuân phục, nghe theo lời ma quỷ xúi dục đã đưa nhân loại đến sự chết, thì nay nhờ sự vâng phục của đức trinh nữ Maria, nhân loại được đưa đến sự sống. Nên rõ ràng là Đức Maria được xem như cửa thiên đàng, là Eva mới. Eva cũ đã phạm tội đóng cửa vườn Eden, thì Eva mới là Đức Maria đã vâng phục mà mở cửa thiên đàng cho mỗi người chúng ta. Nên nhờ Đức Giêsu đấng cứu độ đến trần gian, sự sống được mang đến, thì chính nhờ Đức Mẹ mà cửa thiên đàng được mở ra. Chính vì vậy mà khi con đọc một cái hạnh thánh gọi là Carlo Borromeo, sống vào thế kỷ thứ 16, khi mà ngài làm giám mục của thành Milano, nước Bắc Ý, thì ngài muốn là tất cả các cửa nhà thờ, ở trên các cửa nhà thờ ra vào đều có ảnh Đức Mẹ hay là hình Đức Mẹ, để người ta đi qua cửa nhà thờ là người ta nhìn thấy Đức Mẹ. Ngài muốn nhắc nhở là mọi tín hữu Công giáo nếu yêu mến Đức Mẹ thì chắc chắn được cứu rỗi, bởi vì Đức Mẹ là cửa thiên đàng. Nên đến nhà thờ, việc đầu tiên là nhìn thấy Đức Mẹ, và Đức Mẹ được gọi là trưng bày ở cửa, dán ở cửa. Nên nhìn Đức Mẹ, qua Đức Mẹ là cửa để vào nhà thờ, muốn nói là Đức Mẹ là cửa thiên đàng, cứu giúp người ta. Bởi vì cửa là gì, cổng là gì? Xin thưa, cửa hay cổng là dẫn đến một cái nơi, một chỗ mà mình tìm kiếm hay mình bước vào. Mà cửa Đức Mẹ là cửa thiên đàng, chắc chắn giáo hội muốn nói là Đức Mẹ dẫn người ta đến với Giêsu, dẫn người ta vào thiên đàng. Nên đến với Đức Giêsu qua mẹ là điều tuyệt vời và rất là chắc chắn để vào thiên đàng. Điều này Thánh Louis de Montfort nói rất là tuyệt vời. Đức Mẹ là con đường bảo đảm, thẳng tắp, tinh tuyền, dễ dàng nhất, ngắn nhất, hoàn hảo nhất để đến Đức Giêsu. Có những lời nói mà ngắn gọn mà rất tuyệt vời. Đức Mẹ là con đường bảo đảm, thẳng tắp, tinh tuyền, dễ dàng nhất, ngắn nhất, hoàn hảo nhất để đến với Đức Giêsu. Nói mày khác, để đến với thiên đàng. Bởi vì khi chúng ta đến với Giêsu, gặp gỡ Ngài và được sống với Ngài là thiên đàng. Nên đến với Đức Mẹ, yêu mến Đức Mẹ và tuyên xưng Mẹ là cửa thiên đàng, không có gì là quá, không có gì là sai. Trái lại, giáo hội luôn luôn khuyến khích người ta làm như vậy. Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 cũng nói là không có con đường nào an toàn và dễ dàng hơn là Đức Mẹ liên kết mọi người với Đức Kitô. Con đường an toàn và rất là dễ dàng, ai cũng có thể yêu mến Đức Mẹ được, ai cũng có thể chạy đến với Mẹ được. Lần chuỗi mân côi, người có học cũng như không có học, ở nhà thờ chúng ta lần được, ở nhà chúng ta làm được, đi đường chúng ta làm được, nói xin lỗi chứ vừa nấu cơm chúng ta cũng làm được, nằm ở trên giường nếu mệt chúng ta vẫn làm được. Nói chung thể hiện lòng yêu mến Đức Mẹ luôn luôn mọi nơi mọi chỗ với mọi cấp độ khác nhau chúng ta đều làm được. Nên lòng yêu mến Đức Mẹ rất là dễ dàng và đặc biệt là an toàn để chúng ta đến với Đức Giêsu là cửa là thiên đàng. Vì vậy mà yêu mến Mẹ và đến với Mẹ là một thái độ khôn ngoan. Thái độ khôn ngoan vì chắc chắn chúng ta vào thiên đàng. Như trong tin mừng ngày hôm nay,
có năm trinh nữ, năm cô khờ dại, năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại thì hết giàu khi chàng rể đến, năm cô khôn ngoan chuẩn bị giàu khi chàng rể đến thì được vào phòng tiệc. Nên chúng ta nếu mà yêu mến Đức Mẹ, một cách nào đó chúng ta tự có thể nhận mình là người khôn ngoan. Bởi vì yêu mến Đức Mẹ chắc chắn chúng ta sẽ được vào phòng tiệc. Yêu mến Đức Mẹ là cửa thiên đàng, Mẹ sẽ dẫn chúng ta vào thiên đàng. Còn nếu như chúng ta không chuẩn bị bằng cách để yêu mến Đức Mẹ hay là làm những việc lành phúc đức ở trên trần gian này thì chúng ta sẽ là người khờ dại. Cửa đóng rồi, chúng ta không vào được nữa. Cửa thiên đàng rộng mở ra, mời gọi chúng ta vào, nhưng mà vào lúc mà chúng ta còn tỉnh thức, chúng ta cần chuẩn bị. Nên đôi khi cũng là người công giáo, được sinh ra ở trên trần gian này, cũng được rửa tội, cũng sống trong một họ đạo, trong một giáo xứ, giống nhau về mọi mặt. Nhưng mà sẽ có những người khờ dại và sẽ có những người khôn ngoan. Người khờ dại là người không chịu làm việc lành phúc đức, không chịu sống theo luật Chúa, và cách riêng là không chịu yêu mến Đức Mẹ. Bởi vì yêu mến Đức Mẹ là điểm mấu chốt, điểm tuyệt vời nhất, bảo toàn nhất, dễ dàng nhất để đến với thiên đàng. Nên nếu một người mà không yêu mến Đức Mẹ thì chắc chắn có thể nói người đến là khờ dại. Khờ dại. Bởi vì bảo đảm chắc chắn như thế để vào thiên đàng mà mình lại không vào, hay là mình lại không tận dụng thì rất là uổng. Nên người khôn ngoan là người yêu mến Đức Mẹ. Người khôn ngoan là người sẽ biết là mình chắc chắn vào thiên đàng. Còn người khờ dại có khi cũng làm tất cả những chuyện như chúng ta, đi lễ cho có lệ, giữ luật Chúa cho có lệ, thì coi chừng có thể chúng ta chưa chu toàn luật Chúa với tất cả các tâm của mình, và nhất là chưa bám vào một cái phao, một cái bảo đảm tuyệt vời là Đức Maria. Nên yêu mến Đức Mẹ có thể nói đến người khôn ngoan, người không yêu mến Đức Mẹ có thể nói là người khờ dại. Rồi trong tháng cầu hồn, chúng ta hãy đọc cái lời kinh sau mỗi khi mà chúng ta kết thúc trục kinh. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Chắc quý ông bà anh chị em biết lời kinh này xuất phát từ đâu. Dạ xin thưa là lời kinh này xuất phát từ lời Đức Giêsu, Đức Mẹ dạy cho các thị nhân ở Fatima. Bởi vì ba chị em được Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, cách riêng là chị Lucia đã được Đức Mẹ cho một cái thị kiến gọi là hỏa ngục. Nơi đó mà chị nói là một biển lửa chứa đầy ma quỷ và linh hồn dưới dạng con người. Họ giống như những viên than đen tuyền hay đỏ hứng trôi nổi trong đám cháy rồi bị tung lên trong không trung bởi những ngọn lửa phát ra từ bên trong họ cùng với những đám khói khổng lồ. Một hình ảnh rất là ghê sợ. Rồi giữa những tiếng la hét, rên rỉ trong đau đớn và thất vọng khiến chúng tôi kinh hoàng. Và sau đó chị Lucia nói là nếu mà Thiên Chúa mà không gìn giữ các em thì chắc chắn sẽ chết vì sợ hãi khi nhìn thấy hỏa ngục. Và sau thị kiến này thì Đức Mẹ đã dạy cho các em cái lời kinh đặc biệt mà chúng ta hay đọc đấy. Tức là nhìn thấy một cái sự sợ hãi kinh khủng như thế, con người ta đau khổ như thế nếu rơi vào hỏa ngục. Nên Đức Mẹ đã dạy cho các em đọc kinh, cái lời đấy mà chúng ta vẫn đọc hàng ngày, ngày hôm nay sau mỗi chục kinh. Ấy là lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con và xin cứu chúng con khỏi xa vào hỏa ngục. Xin cứu chúng con, đừng cho chúng con xa vào hỏa ngục, rơi vào hỏa ngục. Và xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn gần đến lòng Chúa thương xót hơn. Yêu mến Chúa, yêu mến Mẹ để chúng ta được lên thiên đàng, đừng rơi vào cõi chết đời đời. Nên ngày hôm nay chúng ta hành hương tỏ lòng yêu mến Mẹ. Như con nói, ai yêu mến Đức Mẹ chắc chắn đấy là người khôn ngoan. Cho dù chúng ta ở bên ngoài, chúng ta có thể là người khờ dại, chúng ta có thể nghèo hơn người khác. Khi chúng ta đi lễ, bỏ một buổi sáng Chủ nhật, buổi sáng thứ bảy này, chúng ta đi lễ, không buôn bán được, không làm ăn được, có thể chúng ta sẽ nghèo hơn những người khác một chút. Và có thể chúng ta sẽ vất vả hơn người khác một chút, bởi vì tối hôm qua các ông, các bà, anh chị em phải sắp xếp thời gian, phải làm chuyện này, làm chuyện kia, tất cả để buổi sáng hôm nay mình thảnh thơi mình đi lễ, mình sẽ vất vả hơn người khác một chút. Hoặc chiều hôm nay mình về mình phải làm nhiều hơn người khác một chút. Nhưng mà mình sẽ là người khôn ngoan. Mình sẽ là người khôn ngoan bởi vì mình yêu mến Đức Mẹ, đến với Đức Mẹ, và Đức Mẹ là cửa thiên đàng. Đức Mẹ sẽ dẫn mình vào nước trời. Có những người ở nhà không có ngàn lý do khác nhau, nhưng mà coi chừng họ sẽ là người khờ dại. Họ có thể kiếm tiền hơi chúng ta, có thể họ đỡ mệt hơn chúng ta một chút, nhưng mà một ngày đó họ sẽ nhận ra họ khờ dại, còn chúng ta là những người khôn ngoan. Nên chạy đến với Mẹ
cầu nguyện với Đức Mẹ cho chính bản thân mình và cho những người qua đời chắc chắn là một sự khôn ngoan tuyệt vời. Và đây là điều mà nhờ lời cầu nguyện của chúng ta đến với Đức Mẹ, chắc chắn nhiều linh hồn trong tháng 11 này được cứu độ, như lời chúng ta, như con vừa đọc, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Sau khi cầu nguyện với Đức Mẹ, chúng ta xin với Chúa thì chắc chắn trong tháng này rất nhiều linh hồn được về với Chúa. Nhưng có thể nói là không thể vào thiên đàng nếu không tin vào Đức Giêsu, nhưng mà cũng có thể nói là không thể bước vào thiên đàng nếu chúng ta không chạy đến với Mẹ, bởi vì Mẹ là người dẫn chúng ta đến với Giêsu. Nên trong ngày hôm nay chúng ta đến với Đức Mẹ, chúng ta yêu mến Mẹ, xin Mẹ cho chúng ta có một sự khôn ngoan, yêu mến Mẹ, chạy đến với Mẹ và thổ lộ tất cả tâm tình với Mẹ, như cái lời cầu nguyện cha Hành Hương có đưa lên, dâng lên Mẹ thay mặt cộng đoàn. Con thấy 1,660 lời cầu nguyện, ý nguyện xin. Không sao cả, càng ngày xem ra người ta càng xin Đức Mẹ càng nhiều, không sao cả. Cứ xin Đức Mẹ nhiều nhất có thể, nhưng mình xin với lòng tin tưởng, chạy đến với lòng tin tưởng, chạy đến với lòng tín thác. Và mình nên xin thêm cái ơn là yêu mến Mẹ, yêu mến Mẹ cho dù chúng ta có như thế nào vất vả, cho dù chúng ta có mệt mỏi, cho dù chúng ta có ốm đau, và ngay cả cho dù kinh tế của chúng ta có thế này thế kia, mình vẫn yêu mến Mẹ. Bởi vì khi yêu mến Mẹ thì chúng ta biết chắc mình là người khôn ngoan, và người khôn ngoan thì chắc chắn sẽ được vào phòng tiệc cưới, vào thiên đàng. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, và xin Mẹ ban ơn lành cho chúng ta, người còn sống cũng như qua đời, và chúng ta cầu nguyện cho trong thế giới này. Amen.